Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, các cụ vẫn thường nói, tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Xây được một căn nhà đã khó, nhưng để việc chuyển vào nhà mới được may mắn và hanh thông, thuận lợi, thì việc chọn lựa ra ngày tốt nhập trạch là việc không thể thiếu đối với mỗi gia chủ. Chọn ra được một ngày tốt không những giúp gia chủ yên tâm mà còn phù hợp cho ngôi nhà có được cát khí, tốt càng thêm tốt. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày nhập trạch tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những việc cần làm trong ngày nhập trạch tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ nhập trạch trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất nhập trạch trong tháng 1. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác nhập trạch được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày nhập trạch tóm tắt như sau. Sau khi đã xây và hoàn thiện xong nhà, chúng ta chuyển đồ về nhà, lau dọn sạch sẽ rồi tiến hành nghi lễ nhập trạch. Trong ngày nhập trạch, chuẩn bị đồ lễ, ấm đun nước, đồ bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyện cầu và thông linh với các bậc thần linh, gia tiên. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ nhập trạch, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà cúng thần linh, gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ nhập trạch. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày nhập trạch. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc nhập trạch trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày nhập trạch phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây. 1. Ngày kỵ nhập trạch, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt yểm, thiên tặc, địa tặc, vãng vong, trực kiến, trực phá, trực bình, trực thâu, âm thác, dương thác, thiên ôn, thiên hỏa, hoang vu, hung nhật. 2. Ngày hợp nhập trạch, ngày tốt nhập trạch bao gồm thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, hoàng đạo, minh đường, thiên ân, mẫu thương, trực thành, trực khai, trực mãn và ngày nhập trạch châu đường. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra những ngày tốt nhập trạch trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn được những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn và ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 1 âm lịch là những ngày tốt, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất,
trùng với ngày Thụ Tử, 13 ngày Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, ngày 22 Tân Sửu và cuối cùng là 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 5. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 là ngày Sát Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng là ngày 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 1, ngày Nguyệt Yểm là những ngày bao gồm 2 ngày là mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 7. Ngày Thiên Tạc cũng bao gồm các ngày Thìn, mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Giáp Thìn. 8. Ngày Địa Tạc là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 9. Ngày Vãng Vong là những ngày Dần, bao gồm ngày 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 10. Ngày Trực Kiên là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 11. Ngày Trực Phá là các ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 12. Ngày Trực Bình là ngày mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 13. Ngày Trực Thâu là ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 14. Ngày Âm Thác là các ngày Tuất, tháng 1 âm lịch năm 2023 không có ngày này. 15. Ngày Dương Thác là các ngày Dần, tháng 1 này không có ngày Dần. 16. Ngày Thiên Ôn là những ngày Mùi, bao gồm mùng 4 Quý Mùi, 16 Ất Mùi và 28 Đinh Mùi. 17. Ngày Thiên Hỏa là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 18. Ngày Hoang Vu là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 19. Ngày Hung Nhật là các ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân. 20. Ngày Thổ Tuyệt Yên Hỏa là ngày Thìn và ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn, 25 Giáp Thìn, mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 21. Ngày Chánh Nguyệt Yên Hỏa là ngày Mão, bao gồm 12 Tân Mão và 24 Quý Mão. 22. Ngày xấu cuối cùng kỵ trong nhập trạch là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc nhập trạch cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23. Ngày Cát Nhật nhập trạch bao gồm những ngày. Ngày 23 Nhâm Dần, 11 Canh Dần. Ngày Dần tuy là ngày Cát Nhật nhưng lại có nhiều hung tinh xấu, trùng ngày Vãng Vong, ngày Trực Kiến. Ngày 23 Nhâm Dần còn là ngày Nguyệt Kỵ nên ta không chọn ngày này. Ngày 24 Quý Mão là ngày tốt có thể nhập trạch, ngày 13 Nhâm Thìn, 25 Giáp Thìn, ngày Thìn trùng với ngày Thiên Tặc, ngày 13 Nhâm Thìn còn phạm ngày Tam Nương nên ta không dùng. Ngày 14 Quý Tỵ là ngày Nguyệt Kỵ, ngày 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương nên ta không chọn. Ngày 16 Ất Mùi là ngày Thiên Ôn không chọn, ngày mùng 7 Ất Dậu là ngày Đại Cát để nhập trạch. Như vậy chúng ta xét xong ngày Cát nhập trạch, trong đó ta chọn được 2 ngày nhập trạch tốt nhất. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại ở phía sau. Bây giờ chúng ta cùng xét tiếp các ngày tiếp theo. 24. Ngày Thiên Đức là những ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày 18 Đinh Dậu phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn 2 ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi tuy là ngày Thiên Ôn nhưng lại có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn nhập trạch, thứ cát. 25. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Nhâm bao gồm ngày mùng 3 Nhâm Ngọ phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn, 13 Nhâm Thìn là ngày Thiên Tặc và Thổ Tuyệt Yên Hỏa nên ta cũng không chọn, ngày 23 Nhâm Dần tuy là ngày Cát Nhật nhưng lại có nhiều hung tinh xấu, trùng ngày Vãng Vong, ngày Trực Kiến, còn là ngày Nguyệt Kỵ nên ta không chọn ngày này. 26. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử tuyệt đối không sử dụng, 17 Bính Thân là ngày Trực Phá không nên dùng, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương kiêng kỵ trong mọi công việc. 27. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày Sát Chủ tuyệt đối không sử dụng, ngày 12 Tân Mão là các ngày tốt nhập trạch, ngày 22 Tân Sửu là ngày Địa Tặc tốt nhất không nên dùng. 28. Ngày Hoàng Đạo là những ngày Tỵ, tháng 1 âm lịch ngày Tỵ là ngày Sát Chủ nên ta không chọn ngày này nhập trạch được. 29. Ngày Minh Đường là những ngày Sửu, bao gồm 2 ngày mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu, ngày Sửu phạm ngày Địa Tạc nên tốt nhất không dùng. 30. Ngày Thiên Ân bao gồm mùng 1 Canh Thìn nhiều hung tinh không nên dùng, mùng 2 Tân Tỵ là ngày Sát Chủ không dùng, mùng 3 Nhâm Ngọ phạm ngày Tam Nương, mùng 4 Quý Mùi là ngày tốt có thể nhập trạch. 31. Ngày Mẫu Thương là ngày Hợi, Tý. Ngày Hợi trùng ngày Trực Thâu, ngày Tý là ngày Sát Chủ nên không dùng. 32. Ngày Trực Thành là các ngày Tuất, bị phạm nhiều sát cũng không dùng. 33. Ngày Trực Khai là các ngày Tý, là ngày Sát Chủ không dùng được theo tiêu chí này. 34. Ngày Trực Mãn là những ngày Thìn, trùng với ngày Thổ Tuyệt Yên Hỏa và Thiên Tặc không nên dùng. 35. Nhập trạch Châu Đường tháng Thiếu.
Ngày mùng 1 Canh Thìn là ngày Tết Nguyên đán, lại là ngày thiên tạp nên tốt nhất không dùng. Ngày mùng 4 Quý Mùi là ngày tốt đã xét ở trên. Ngày mùng 8 Đinh Hợi, ngày 20 Kỷ Hợi là ngày trực thâu không dùng. Ngày mùng 10 là ngày Kỷ Sửu, là ngày địa tạp. Ngày 11 Canh Dần nhiều hung tinh vãng vong, trực kiến không chọn. Ngày 16 Ất Mùi là ngày tốt. Ngày 17 Bính Thân, ngày 29 Mậu Thân là ngày nguyệt phá không chọn. Ngày 24 Quý Mão là ngày tốt đã xét ở trên. Ngày 26 Ất Tỵ là ngày sát chủ. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt nhập trạch trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc nhập trạch đó là các ngày tốt sau. Ngày mùng 6 Ất Dậu, kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày mùng 4 Quý Mùi, kỵ người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Mậu. Ngày 12 Tân Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. Ngày 24 Quý Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Ngày 16 Ất Mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Canh. Ngày 28 Đinh Mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Đó là những ngày cát lành nhập trạch trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.